Chúng tôi sẽ phục vụ một lần tuyệt vời hơn với phần âm nhạc của Xuân Quyền. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của anh Trần Hầu và chị Xuân Tuyền. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho phần biểu diễn vừa rồi. Xuân Tuyền và Trần Hầu không những ăn ý chuyên nghiệp trên sàn diễn. The bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of our